Xin chào hai, Trinh đã sẵn sàng rồi. Cá tinh. Không biết. Giày thể thao. Trang điểm nhẹ. Lâu lâu Trinh hay đổi style dữ lắm. Chắc là do hợp với màu áo. Đỏ. Quá nhiều, mấy chục, gần cả trăm cây. Son lì. Mấy chục, không nhớ mấy chục. Thật sự là Trinh thích ba lô nhất. Bởi vì ba lô đựng được rất là nhiều đồ. Có thể đi tập gym, đi học, đi bất cứ nơi đâu mà nhìn nó năng động trẻ trung lắm. Trang chống nắng. Tóc dài, không bao giờ cắt ngắn nữa. Cắt ngắn không hợp với lại những bộ đồ quyến rũ nè. Rồi đi event biến hóa khó lắm. Tóc thẳng. Con gì. Thật sự ai thân với Trinh đều biết là Trinh rất là thoải mái với tất cả mọi người. Trinh rất là hài hước. Còn sự kiện thì mới hơi sang chảnh quá thôi, thần thái quá thôi. Chứ thường sự bình thường em cũng khùng lắm. Nghiêm túc trong công việc, vui tính ngoài đời. Instagram hay Facebook hả? Instagram. Độc thân. Wow. Trang ngoan chứ. Trinh không còn đặt ra mẫu bạn trai lý tưởng nữa. Bởi vì giờ chắc cũng hơi khó tính rồi đó. Nhìn đâu không thấy thích hết trơn. Chắc là cũng thành bà cô già mất rồi. Theo Trinh đó là một người chững chạc, tử tế. Còn xa lắm. Cũng có ý định là cũng chẳng muốn lấy luôn đâu. Bởi vì cuộc sống độc thân đang quá là hạnh phúc rồi. Cả hai được không? Xin tùng. Chạy ngay đi. Xin tùng. Bộ phim có một bộ phim ở ngoài rạp nhưng chưa được coi là phim khủng long đúng không? Đang đọc cuốn Nhà Giả Kim. Xin chào hai, Trinh rất là yêu thích hai và luôn gửi gắm đến hai những lời lẽ yêu thương nhất và chúc cho hai sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ và tình yêu từ quý độc giả nhiều hơn nha.